thủ đô của Việt Nam được biết đến với bề dày văn hóa và lịch sử. Thành phố đã trải qua những thay đổi theo thời gian nhưng vẻ đẹp của nó vẫn còn nguyên vẹn. Xin chào buổi sáng quý vị, chào mừng đến với Hà Nội, trái tim của Việt Nam. Tôi tên là Đinh Hằng, hôm nay tôi sẽ đưa quý vị đến hai địa điểm văn hóa nổi bật nhất của thành phố và cho quý vị thấy vẻ đẹp quyến rũ của nơi này. Văn Miếu, còn được gọi là Văn Miếu Quốc Tử Giám, là một địa danh lịch sử và văn hóa nằm ở trung tâm Hà Nội. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và là minh chứng cho truyền thống giáo dục phong phú của đất nước. Nơi đây được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 và được coi là một trong những địa điểm văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Khuê Văn Các, một phần không thể thiếu làm nên vẻ đẹp và tính biểu tượng của Văn Miếu Quốc Tử Giám, góp phần làm nên nét đẹp đặc trưng của thủ đô nghìn năm văn hiến, không chỉ là một kiến trúc độc đáo, căn gác này còn mang ý nghĩa đặc biệt gắn liền với lịch sử và văn hóa của đất nước. Những bức tượng rùa, nơi vinh danh những học giả tài năng nhất của Việt Nam, mang theo những tấm bia ghi lại tên tuổi và thành tích của những học giả này. Chùa Trấn Quốc là một trong những di tích văn hóa Phật giáo quan trọng ở Việt Nam và được xếp hạng là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất ở Hà Nội. Ngôi chùa nằm trên đảo Kim Liên, Hồ Tây, quận Tây Hồ và được xây dựng vào thế kỷ thứ 6, nơi được bao bọc bởi cảnh quan thơ mộng và hoang sơ. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự tĩnh tại và thanh lọc tâm hồn mình. Chùa Trấn Quốc có nhiều tầng, những nét chạm khắc đẹp mắt cùng hồ nước tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Chùa Trấn Quốc là một trong những điểm đến của những người tu tập, cầu duyên và dâng hoa nơi đây để tôn kính và tìm hiểu về niềm tin Phật giáo. Hãy đến với nơi đây, cảm nhận và tìm hiểu về niềm tin Phật giáo của dân tộc Việt Nam, rút lại chút thành tịnh cho tâm hồn mình. Thế mà nói thì Hà Nội có rất nhiều địa danh mà quý vị có thể ghé thăm. Nếu có dịp chúng tôi sẽ làm một video dài hơn để giới thiệu chi tiết về Hà Nội. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.